Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà Đất Kiên Giang. Trước mặt quý vị và các bạn chính là một căn nhà mới vừa hoàn thiện, tọa lạc tại vị trí hẻm 829 đường Mặt Cũ thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Con hẻm này còn được biết đến với tên gọi là khu tập thể Thành Đội, thành phố Rạch Giá. Có độ rộng 5m, xe ô tô vào đến tận nhà rất là thoải mái. Và đây cũng chính là một con hẻm cục, cho nên cũng sẽ cực kỳ tốt về mặt an ninh. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc và được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang 5 dài 18, thổ cư 100%. Phía trước chúng ta cũng sẽ có một vỉa hè với độ rộng 3m, có thể đậu được xe ô tô rất là thoải mái. Phần xây nhà cũng được rào chắn kiên cố với hệ thống cổng rào sắt kết hợp với phần tường rào bê tông cốt thép. Bên trong là một khoảng sân với độ rộng 2,5m. Khoảng sân này thì quý vị có thể đậu được xe gắn máy cực kỳ thoải mái. Và đây chính là phần mặt trước của căn nhà. Chúng ta sẽ có cửa chính là cửa nhôm kính cường lực, xung quanh được ốp một lớp gạch đá bóng kiến rất là sạch sẽ, và phía trên là mái hiên đèn led chiếu sáng. Về công năng thì căn nhà sẽ có sân trước 2,5m, phòng khách, phòng bếp, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Và đây chính là không gian của phòng khách. Chúng ta sẽ có phòng khách được thiết kế với độ rộng 4,2m. Phần gạch nền sử dụng chất liệu đá bóng kiến dạng màu vân vàng cát, kích thước 60-60, rất là sang trọng. Phần tường xung quanh phòng khách cũng được trang trí bằng những cái phào nổi với những cái đường chỉ viền màu vàng rất là sang trọng. Đây chính là vị trí chúng ta có thể bố trí thành một vách tivi rất là tiện lợi. Phía trên trần của phòng khách sẽ là hệ trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Bên phải phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Hành lang được thiết kế với độ rộng 1,2m, và bên trái hành lang sẽ là hai căn phòng ngủ được bố trí liền kề. Đây chính là căn phòng ngủ đầu tiên với cửa phòng là cửa nhôm kính mờ. Bên trong chúng ta sẽ có một không gian 10,5m² với chiều ngang là 3m và chiều dài là 3,5m. Phía trên là trần lam phong cùng với đèn led chiếu sáng. Bên cạnh căn phòng ngủ đầu tiên sẽ là căn phòng ngủ thứ hai. Chúng ta cũng sẽ có cửa phòng là cửa nhôm kính mờ. Bên trong là một không gian rộng hơn căn phòng đầu tiên một tí, cụ thể là khoảng hơn 11m², với chiều ngang lúc này sẽ là 3,3m và chiều dài vẫn là 3,5m. Phía trên mỗi phòng chúng ta đều có đèn led chiếu sáng, đèn ngủ, một lăng gió. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một căn phòng bếp rộng rãi thoải mái với độ rộng 3,5m và được chủ đầu tư cho bố trí sẵn hệ thống kệ bếp, tủ bếp với phần tủ là tủ nhôm sơn màu giả vân gỗ. Mặt bếp và phần tiếp giáp cũng được ốp gạch rất là sạch sẽ. Chúng ta cũng sẽ có chậu rửa và một hệ cửa sổ để lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Phía trên là những viên gạch kính để có thể tận dụng được nguồn sáng. Bên cạnh hệ thống kệ bếp, tủ bếp, chúng ta sẽ có một không gian trống nằm ở phía trước phòng vệ sinh, có thể sử dụng làm nơi đặt máy giặt rất là tiện lợi. Và đây chính là phòng vệ sinh với cửa nhôm kính mờ. Bên trong là một khoảng không gian rộng rãi thoải mái, ốp gạch tường, có những cái lăng gió để thông hơi bên ngoài, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Và ở phòng bếp chúng ta cũng sẽ có một cửa hậu dẫn ra một phần sân sau với độ rộng khoảng 1,2m. Phần sân này cũng được rào chắn kiên cố với hệ thống tường rào bê tông cốt thép. Đây chính là phần mặt sau của căn nhà khi chúng ta quan sát từ vị trí phần sân sau. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng căn nhà mới hoàn thiện, tọa lạc tại vị trí hẻm 829 đường Mặt Cũ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Con hẻm này còn được biết đến với tên gọi là khu tập thể Thành Đội, thành phố Rạch Giá, cho nên có thể nói là một cái nơi cực kỳ an ninh. Bởi vì thứ nhất nó là một cái hẻm cục, thứ hai nó là một khu dân cư dành cho những người trong quân đội. Và hiện tại chủ đầu tư đang chào bán căn nhà này với mức giá 1,620,000,000 đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ với vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Và quý vị cũng đừng quên số điện thoại liên hệ mình cứ ghi bên trong video clip. Quý vị nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.